Câu số 6 nè. Câu số 6. Đề bài cho như sau: y bằng trừ 1 phần 4 x trừ 5. Đây là đường thẳng D nè. Điểm A, điểm A nè, 2 y A. Điểm B nè, trừ 1 y B. Hai điểm này thuộc cái đường D, thuộc cái đường D nè. Chứng minh rằng M bằng 2 y A cộng 4 y B là một số nguyên. Số nguyên là thuộc Z. Thì cái bài này quá dễ. Điểm A nè, các bạn thấy điểm A không ạ? 2 y A thuộc vào gì ạ? D. Thì mình viết lại phương trình D, y bằng trừ 1 phần 4 x trừ 5. Chỗ nào có x các bạn thay bằng số 2, chỗ nào có y các bạn thay bằng ia. Vậy là ia nè bằng trừ 1 phần 4 nhân 2 trừ 5. Các bạn bấm giúp lại cái ia bằng bao nhiêu, comment ở phía dưới nhân giúp lại cho các bạn. Vậy mình sẽ có điểm A có tọa độ là 2. Ia bằng bao nhiêu, comment giúp lại lẹ nha các bạn. Tiếp tục B, tọa độ là trừ 1 ib cũng thuộc vào cái đường thẳng D, là y bằng trừ 1 phần 4 x trừ 5. Chỗ nào có x thay bằng trừ 1, chỗ nào có y thay bằng y, ib. Ib bằng trừ 1 phần 4 nhân trừ 1 trừ 5. Được chưa? Rồi các bạn tính giúp lại ib bằng bao nhiêu, comment giúp lại đi các bạn. Vậy mình có b là trừ 1. Được chưa? Rồi, được chưa? Vậy mình có tọa độ điểm A và tọa điểm điểm B. Đây, các bạn tính giúp lại này ra bao nhiêu, giúp lại đi à. Các bạn bấm giúp lại đi à. Sẽ ra là trừ 1 phần 2 trừ 5 bằng là trừ 11 phần 2. Tiếp tục hàng này đó là 1 phần 4. Các bạn cố gắng bấm mà phải có kỹ năng bấm nha. Trừ 5 bằng là trừ 10 trừ 19 phần 4. Rồi, vậy M các bạn viết ra. Đây, M nè. M thì bằng 2 lần IA nhân cộng 4 lần IB. 2 nhân IA đây là nhân trừ 11 phần 2 cộng 4 lần B đây, IB đây trừ 19. Và các bạn bấm ra nó sẽ ra thuộc ra số nguyên, thì các bạn chứng minh rằng nó thuộc vào vào Z nha các bạn. Ok không ạ? Ok nha các bạn. Ok không ạ?